Rồi em chào tất cả anh em mình ha. Em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc anh em ơi. Một số anh em cứ hỏi em là em địa chỉ em ở đâu. Chắc em nghe chắc những anh em mới quá. Thì em cũng xin đọc lại cho anh em ha. Em ở ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, U Minh Thuận, Kiên Giang. Em nghe chợ chuột á, nó còn cái tên nữa là chợ chuột á nè. Em quay ngoại hình chi tiết cho anh em mình cái máy mà em quay tiếp theo ha, là cái văn ma anh ở 50 nước. Văn ma nữa 50 nước. Cái thằng này là bê tông 75 ly, là thông dụng nhất luôn anh em. Thông dụng nhất của mấy dòng máy dầu mà bơm nước á. Tại vì là những cái máy này đó, thông thường đó là nó được có một cái là không nhẹ không nặng, với công suất nó cũng vừa phải. Nó tầm trung dành cho những anh em nào mà dù có 5 công đất, 8 công đất rồi đó, bơm rất là vừa. Ưu điểm thêm nữa là nó thao dầu. Thêm nó nhẹ quay nữa. Rồi nên được anh em rất là chuộng cái dòng này luôn ha. Em vô chi tiết của máy này đây. Máy này thì cái tâm bu ly nó chừng như này chắc cả khoảng 8 phân mà nó mẻ hết rảnh nha anh em. Mẻ hết rảnh. Còn bu ly zin nó theo máy nó vẫn còn vậy nè. Nó đen 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 vậy nè. Ngoại hình thì máy nó vô dạng sồn sồn giống em nữa rồi. Cái máy này là số seri là 005 628 là số seri của máy này. Máy thì em bao anh em là zin từ A tới Z. Anh em nhìn ốc nó có nắp lắp này nè. Ốc này cũng không có mở luôn. Đặc biệt là ốc hai đầu cơm bét hoàn toàn em cũng không có đụng chạm gì hết. Chỉ có cái coi dầu là mở ra mà đang mình vệ sinh dưới đây nè. Ở dưới đây thôi. Vệ sinh cái lớp B. Còn máy thì nó gì nữa anh em. Cái chỗ mà em hay nói yếu điểm nhất của mấy dòng máy này là cái tay khóa dầu của nó nè. Cái này vẫn còn ha. Bong bóng zin còn luôn. Mặt trước thì nó hơi chốc nước sơn vậy nè. Không mới không cũ. Nắp ti thâm nhớt thì vẫn còn luôn. Không biết cái thùng dầu đẹp không? Thùng dầu tạm được. Mà em thấy thùng dầu nước không à? Thùng dầu nước không? Mấy chỉ rửa nước không à? Mẹ cũng nói với anh em luôn là nhớt nó đen thùi lùi luôn. Em cũng không nhìn thấy gì ở đây mà em cũng thấy trong đây gác luôn rồi. Máy này chạy thấy tiếng nó rồi. Nó có gác. Nó có cỏ gì trong đây nữa anh em ơi. Máy này ngộ tới này nó mới đi tàu lặn hay gì đâu. Cái này tại nhớ cũ cái máy này. Tại nhớ cũ à. Thì cái này thông thường nếu mà anh em nào kỹ á, anh em về mở cái nắp hông. Mình có điều kiện mình anh em mở đổ dầu vô anh em rửa. Hoặc là một số anh em muốn nhanh hơn thì đổ vô đây chừng có khoảng 2 lít rưỡi đến 3 lít dầu. Mình quay lên cho cái máy nó phát tròn đều đuôn cái mình tắt lên nè. Rồi anh em xả nhớt ra thì cái máy nó sạch hơn. Vì khi mà cái máy nó chạy cái dên nó đánh lên là nó sạch hơn, mình lấy cỏ mình quét. Cho anh coi lại cái thùng dầu của mình ha. Nói cũng nói là thùng dầu nước không. Cái này thùng dầu nó cũng sồn sồn theo máy luôn anh em ơi. Không đẹp không xấu mà em nhìn nó đen thôi chứ nó không xét nên em nó giống như là dầu mình nó bị đóng dưới đáy lâu ngày á, giống như mấy cái thùng phi mấy cái can mà anh em sử dụng nước lâu ngày cái đầu nó đóng đáy chứ nó không xét. Rồi để em quay mặt phía đây cho anh em mình coi ha. Đây NS50 mấy này, tất cả mấy này đều in hết nha anh em. Cái này thì nó hơi găng găng nhưng anh em đừng có thay này nha. Cái ly này vậy chứ nó lợi hại hơn cái ly mới lắm nha anh em. Cái đồ dẻo nó có, còn cái ly mới mình đụng vô cái hở ra nó bể à, chứ cái ly này nó không bể. Nó có đồ dẻo. Rồi em nhờ em test hàng cho bà con mình thấy Phụng ơi. Phụng địch tay. Chứ Phụng này trái quay hình không nổi nè nè, em coi nè quay không chạy nè nè. Hên. Mình mở vô luôn cho bà con mình coi. Coi sống luôn. Để em coi là khói bu hay là khói máy nha nè.
mấy ra có nhẹ này chắc anh em vừa có chạy vô đây chạy gom đi rất tốt à, nhẹ ra nó ra có nhẹ giờ em tắt em test hàng lại cho bà con mình coi cái này coi cái đồ nhầy của em đó chứ này anh không có khen đẹp trai đâu cứ quay bình thường đi khen đẹp trai cái cũng quéo nổi anh em ơi mắc cỡ mấy em ngộ vậy đó ô nghe dữ lụm luôn rồi em xả hàng cho anh em mà luôn nhưng mà anh em lưu ý về rửa cái bọng anh em nó chạy nè anh em thấy gom đi nè hơi ra có liu liu nhẹ khi mà mình nọt lớn để em móc bù nó một lần cho nó biết nè. Khi mà anh em khi mà lên ra nọt nó hơi ra khói lưu dương anh em rồi em xả hàng cho anh em mình luôn có máy này em tính cho anh em là 3.3 triệu phí ship 350 anh em mày này nữa 50 á 3.3 triệu phí ship 350 anh em mày anh em nào làm được cứu em nha anh xin nhắc lại lần nữa nha cái máy này anh em muốn xài cho nó tốt anh em nên về rửa sạch cái bọng đó nổ nhất tốt vô mà anh em sẽ rất ok vì cái máy này cái tiếng cái vàng hơi em nghe em thấy nó còn đỡ quá nói chung là tương đối cái buồn nhớt nó kẹt luôn mà sao không có gì cái buồn nhớt à. Dưới mình lên ra em lên ra nọt nữa thì em thấy nó khối nó khối nó buồn giờ cái này mà không khối được đúng rồi trời ơi cái buồn nhớt không bởi hàng chị nó khối nữa rồi. Rồi em xin nhắc lại lần nữa ha cái máy này em bán anh em 3.3 phí ship 350 anh em nào làm được cứu em nha chào tạm biệt anh em coi ra cái nớt làm tí nè tuyệt vời luôn rất mong nhận được sự ủng hộ của anh em nha anh em cảm ơn em nhiều nha Phụng cảm ơn anh nhiều nha Phụng đẹp trai khóc luôn rồi khóc luôn rồi